Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để đón khách nhân dịp nghỉ lễ dài ngày này, các điểm di tích trên địa bàn tỉnh Hưng Yên thu hút được đông đảo du khách trong và ngoài tỉnh tới tham quan, chiêm bái. Chỉ riêng trong ngày hôm nay, các di tích ở thành phố Hưng Yên đón trên 5.000 du khách. Thay vì đến các khu du lịch lớn, chị Nguyễn Thị Bích Thủy ở Hà Nội lại cùng người thân, bạn bè chọn Hưng Yên là điểm tham quan, chiêm bái trong kỳ nghỉ lễ dài ngày này. Sau 2 ngày trải nghiệm nhiều điểm di tích tại thành phố Hưng Yên và huyện Kim Động, chị Thủy nhận thấy Hưng Yên thật sự là điểm đến hấp dẫn bởi vẻ đẹp cổ kính, trang nghiêm, đặc biệt là sự thân thiện hiếu khách của người dân Hưng Yên. Hưng Yên có rất là nhiều thay đổi, phong cảnh ở đây rất đẹp. Sau cái trải nghiệm dịp lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5 này thì mình sẽ quảng cáo cho bạn bè cùng cơ quan đồng nghiệp tại Hà Nội sẽ biết đến nhiều điểm du lịch của Hưng Yên. Không gian rộng lớn với diện tích 6 hectare lại được bố trí cảnh quan đẹp, nên những năm trở lại đây, chùa Phúc Lâm Tiên Quán ở xã Phạm Ngũ Lão, huyện Kim Động được đông đảo du khách và nhân dân trong và ngoài tỉnh tới thắp hương vãn cảnh. Đặc biệt trong hai ngày 30 tháng 4 và 1 tháng 5, lượng khách đến chùa rất đông. Thay vì đi các nơi thì chúng tôi đã tìm đến địa điểm chùa Phúc Lâm Tiên Quán để tham quan thắng cảnh và cho cả nhà hòa nhập với môi trường và thiên nhiên. Dù chưa tới chính hội, nhưng hôm nay tại di tích quốc gia đặc biệt đền Đậu An, xã An Viên, huyện Tiên Lữ vẫn có đông đảo du khách và nhân dân đến. 2 năm vừa rồi, đền đóng cửa để phòng dịch, nay được mở cửa trở lại trong dịp nghỉ dài ngày. Nhiều người con xa quê hội tụ về để đến đền dâng lễ. Sau một thời gian dài, các di tích thuộc quần thể di tích quốc gia đặc biệt Phú Hiến phải đóng cửa do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nay mở cửa lại đúng vào dịp nghỉ lễ dài ngày. Cả du khách và nhân dân trên địa bàn thành phố Hưng Yên đều phấn khởi. Mỗi ngày thành phố đón hàng nghìn du khách trong và ngoài tỉnh. Riêng trong ngày 1 tháng 5, thành phố đón trên 5.000 lượt khách. Để đón tiếp khách vào cái dịp 30 tháng 4, 1 tháng 5, ban quản lý khu di tích đã có những cái phương án cụ thể, ban phân công cái lực lượng trực thuyết minh tại khu di tích để hướng dẫn cho khách tham quan, tiến hành tổng vệ sinh, dọn dẹp khuôn viên trong và ngoài di tích để đảm bảo luôn sạch sẽ, an ninh an toàn, vực tăng cường, không xảy ra cái hiện tượng là mất an ninh an toàn khu vực di tích. Là tỉnh đứng thứ 3 trong cả nước về số lượng di tích được xếp hạng quốc gia, với tổng số trên 150 di tích, Hưng Yên là điểm đến hấp dẫn của nhiều khách du lịch.